Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhiều vùng biển nước ta vẫn đang có gió Đông Bắc hoạt động mạnh, như là khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa là nơi mà có gió mạnh nhất. Trong chiều nay, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh và độ cao sóng từ 2 cho đến 5 mét. Khắp từ ven bờ, Quảng Ngãi xuống đến Cà Mau, trong chiều nay gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Bên cạnh đó, trời còn có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km và độ cao sóng từ 2 cho tới 5 mét. Như vậy, các yếu tố thời tiết đều khá bất lợi cho việc hỗ trợ cứu hộ cho tàu BD98833TS đang bị hỏng máy, thả trôi ở khu vực cách đảo Phú Quý, Bình Thuận khoảng 116 hải lý về hướng Đông Bắc. Bà con khai thác ở ngư trường Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa cũng cần lưu ý, gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Riêng tại khu vực phía Tây, gió còn mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Trời có mưa rông, đi kèm với lốc xoáy và tầm nhìn xa giảm xuống còn dưới 10 km. Mưa rông gió giật mạnh dễ làm cho tàu thuyền chao đảo, thậm chí là bị đánh đắm. Để đảm bảo khai thác an toàn, bà con ngư dân cần hạ thấp trọng tâm tàu bằng cách là đưa các vật nặng cồng kềnh xuống dưới hầm tàu. Tiếp đến, mọi thuyền viên đều phải mặc áo phao để phòng sự cố đáng tiếc. Vịnh Bắc Bộ là khu vực có thời tiết tốt nhất trong chiều nay. Dự báo trời ít mưa, tầm nhìn xa ở đây trên 10 km, gió cấp 3, cấp 4 và độ cao sóng từ 1 đến 2 mét. Trên đất liền Trung Bộ, dự báo chiều nay một số nơi sẽ có mưa rào. Nhiệt độ khu vực Thanh Hóa xuống đến Nha Trang, giữa trưa và đầu giờ chiều nay sẽ không quá 28 độ, trời mát. Riêng Phan Thiết, trời còn nắng nhiều, cảm giác nóng rõ, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết mới nhất cho các bản tin thời sự tiếp theo.